Allora, bên là anh cái kia nhiều cà phê kinh gì quá ngủ à? Sao không bật cà phê? Uống cà phê làm gì? Uống nhưng mà không có tốt đâu. Ngủ tôi ngủ đi, xong ngủ đi. Đó tiền quán ấy hết. Chưa được quên chưa bạn à? Chín nữa. Thua này lâu hơn. Mình thắng. Chín nữa. Mới gì vô gặp nào hết. Em xóa ảnh đi, ảnh ảnh em tự up lên Google đó, em xuống cái nào nó Google nó có. Giờ này mấy đứa bạn chơi ngon 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 ta đi chơi đâu nó mèo chả được đi luôn đi chơi tết em hôm nay phải bán rồi mẹ nó đi làm rồi đi chơi rồi. Sao lên được tôi đang chơi Đi đâu vẫn được. Trên mình phép có cái gì? Trên mình phép mình có cái gì?
mình thầy thổ rồi vô danh giá này. Sao rồi đúng không? Cái gì Nó ôm lưng đi vào. Là hai đội xe ta biết à, trong cái nhiệt độ điện thoại xài quá cái này ít không có lúc anh xài này 40 độ C hay sao cũng này. Ký hiệu khu 4 khu 5 đây là cái cân khu số 3 hiểu không? Mà sao lại lính hả? Ừ, chạy lính khu 3 khu D. Nhận dùng 3G nó vẫn ổn định hơn wifi của mình. Xuống cà phê nãy giờ xuống không tỉnh ngủ gì. Ngủ ra nè bật bật ra xem cái nào nhẹ nhẹ nha, nặng bật chậm.